Sáng ngày 18 tháng 9, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt chương trình mang tên Người truyền cảm hứng, nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh được giao lưu, học hỏi những tấm gương vượt khó và những người thành công trong cuộc sống. Thực hiện cái chương trình này là mong muốn của đoàn thanh niên và cũng cấp ủy với ban nhiệm vụ thấy cái mong muốn này là rất là chính đáng, để các em có một cái cơ hội tiếp xúc, cọ sát những cái nhân vật lịch sử, những người trong nhiều lĩnh vực, văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ sư, bác sĩ, những người thành đạt và những người vượt khó, là chính những tấm gương sống này, những tấm gương đời thường này, để cho các em có nhiều cái động lực mà phấn đấu trong học tập cũng như cái định hướng tương lai nghề nghiệp sau này. Khách mời đầu tiên đến với chương trình Người truyền cảm hứng là nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Tại đây, bà đã chia sẻ về cuộc đời mình từ những năm tháng sống trong nhà tù Côn Đảo cho đến ngày trở về phục vụ đảng, phục vụ nhân dân. Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước cũng giới thiệu với các em học sinh và toàn thể nhà trường về quá trình hình thành và phát triển của quỹ học bổng Vừa A Dính cũng như câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Ý chí và nghị lực vươn lên của nguyên Phó Chủ tịch nước sẽ là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Cũng tại buổi lễ, thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã tham gia quyên góp ủng hộ quỹ Vì Trường Sa thân yêu. Thay mặt nhà trường, hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú đã trao cho quỹ số tiền 50 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong học sinh. Đối với em thì cái này nó không có là bao nhiêu hết, nó chỉ là một phần nhỏ, rất là nhỏ thôi. Và thầy cô cũng còn quyên góp nên số tiền này nó không có nhiều, nhưng mà nó là tấm lòng của tất cả các bạn, như tấm lòng của em muốn gửi tới những Hoàng Sa và Trường Sa và muốn ủng hộ để mà cho mọi người giống như là sẽ có thêm cái niềm tin, rồi có thêm cái tình yêu thương giữa mọi người với nhau. Được biết, chương trình Người truyền cảm hứng sẽ được nhà trường tổ chức mỗi quý một lần với những khách mời ở nhiều lĩnh vực khác nhau, phù hợp với nội dung từng chuyên đề. Và ý chí